ngày ăn vừa vừa thôi. Mình hôm nay là mục tiêu lên 5 mê nhưng mà không biết có được không anh em ạ. Đấy, mới một xíu mà nó lên từng này này. Ngon anh em ơi, ngon chứ. Chả biết ván này như thế nào này. Mình sẽ đặt, nên đánh dưới. Dưới anh em ạ. Cứ bình tĩnh mà lên thôi anh em. Được gì mới vội, ôi dồi ôi. Chuồn đi. Đó anh em thấy không, lên nhanh không nhanh. Bây giờ còn thắng 600 đó anh em. Lúc này lên 35 luôn này. Chịu. Game bên xui nói như vậy đấy anh em, nhanh lên lắm. Nhưng mà nó xuống rất nhanh. Thế là ví dụ anh em đang thắng là ngon đấy. Còn không thắng là anh em phải gọi là phải chấp nhận thôi. À, mẹ lìn này nhá. Cứ lên xíu nó lại cho xuống lại kìa. Đéo đánh rô, nó lại ra rô. Anh chuồn nó lại không ra chuồn. Anh chuồn nó ra bích. Anh bích nó ra chuồn lên nhá. Nhiều khi nó như vậy đấy anh em. 4 ra 3. Chịu ấy. 4 ra 3 thì mình chịu. 2-4 lại. Lên 5 mê thì khó quá anh em ạ. Mình nghĩ là lên 5 mê là rất khó luôn ấy. Đây rồi, quy ra quy kìa. Mà anh em đánh ấy, thì đánh poker này các bạn đừng nên đánh trên hoặc dưới nha. Các bạn đánh phải đánh, đó là rô hoặc cơ hoặc bích hoặc đen hoặc chuồn nữa. Bởi ví dụ các bạn đánh chỉ đánh trên hoặc dưới ấy, là khả năng bạn thua rất cao nha. Không có chuyện anh em đánh nó đâu. Bởi vì là anh em thấy không, ví dụ anh em đánh chỉ đánh rô hoặc bích hoặc chuồn ấy, thì anh em chỉ có toang thôi. Không có chuyện đánh nó đâu. Em nhớ điều đó cho mình nha. Đừng có tham anh em ơi. Cứ bình tĩnh mà ăn thôi anh em ạ. Ăn thì ai chẳng muốn ăn nó anh em. Nó có phải ai ăn được nó đâu anh em ạ. Cứ bình tĩnh mà lên thôi. Thì anh em đừng có vội là được. Vội gió toang thôi anh em. Bởi bây giờ mình nói rồi. Ăn thì mình cũng muốn ăn nó chứ. Nhưng mà thật sự mà nói lỡ mai bây giờ mình mà cứ vội vàng đánh nhanh quá để thắng nhanh ấy, thì mình chó toang thôi anh em. Mình rất dễ mất bình tĩnh lắm. Có thể bây giờ mình đang thắng ấy, nhưng mà tí là mình mất bình tĩnh cái là có thể một chuỗi thua cái là mình thua hết lại là điều rất bình thường em ơi. Mình thua hết lại điều rất bình thường nha. Không có gì mà dễ ăn nó đâu. Ăn thì ai chả muốn ăn nó anh em. Mà để ăn được nó đó mới cái quan trọng ấy anh em. Để ăn được nó đó là cái quan trọng. Đây này, gần lên được rồi anh em. Gần đạt mục tiêu này. Càng đấy, càng đấy. Đơn giản rồi. Đây này, ngon này, thế là lên được rồi. Đây còn dư luôn ấy, thôi 200 mấy tiền dư này mình sẽ đánh theo kiểu là nếu xuống dưới 5 mê thì nghỉ ở đó anh em thấy không. Ăn nào đấy, đánh mình như vậy đấy anh em. Cứ đánh nhanh thắng nhanh thôi. Các bạn mỗi ngày các bạn này, mình thấy hầu như anh em đều đánh theo kiểu là mỗi ngày các bạn khi nào đánh nhiều, đánh quá nhiều. Bởi vì đánh quá nhiều thì các bạn chưa thua gì, bạn đã thua ở cái chi phí mỗi lần đạt rồi. Em công nhận điều đó mình không? Chơi thì anh em đừng nghỉ chơi quá nhiều, mỗi ngày chơi ít ít thôi. 5-10 phút thắng thì nghĩ đi, mà thua nghĩ đi. Chứ đừng đánh cố. Bởi em thường đánh cố là em chỉ có toang à. Không có chuyện ăn nó đâu. Ôi dồi ôi. Ai vẫn liều ăn nhiều mà không được lắm nào anh em. Thon lại rồi. Đây rồi. Mình nghĩ là nên nghĩ không ta? Thôi tham xíu là đi. Cứ tham xíu là đi nha. Lên 55 đi nha. Để lên mục tiêu lên 55 đi. Một lên được 2 là mình xuống dưới 45 đi. Còn đánh là tham anh ạ. Đánh khi nào cũng muốn tham anh ạ. Tham muốn ăn to đấy anh em. Vãi đạn kìa, nó thua xuống lại thì kìa. Án ra án nó mới đau chứ. Chịu anh em ơi. Đây rồi, phải như vậy chứ, 552 này. Cái đầu nó lên lại nữa hay sao anh em đúng không? 55 nghĩ nào. 55 thôi nha, không cần nhiều đâu. Đây rồi. Còn 100 ngàn là mình đánh bán 50 ngàn thôi. Đánh như vậy thì cái tỷ lệ mình thua nó sẽ thấp hơn thôi anh em. Bởi vì bây giờ mình đánh theo kiểu an toàn mà. Đây này, còn mấy chục ngàn thôi này. Đó đi. Đúng rồi, lên luôn rồi anh em ơi, nghĩ. Lần này nghĩ thật nha. Không tha nữa nha. Thôi, nghĩ nha em ơi. Thôi, video này tốt nha. Bye bye anh em.